Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nhà thiết kế lên tiếng về tranh cãi sự cố trang phục dân tộc của Hoa hậu Thùy Tiên, hé lộ tình tiết bất ngờ. Ngay sau đêm trình diễn trang phục dân tộc của các hoa hậu tại Miss Grand International 2021, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà thiết kế Tín Thái, người sáng tạo nên Thiên Thần Xanh cùng Thùy Tiên tỏa sáng tối ngày 30 tháng 11. Chào Tín Thái, theo dõi phần trình diễn trang phục dân tộc của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. Là cha đẻ của Thiên Thần Xanh, cảm xúc lúc này của anh như thế nào? Anh thấy Thùy Tiên đã thể hiện được tinh thần của Thiên Thần Xanh hay chưa? Hiện tại, cảm xúc của Tín Thái vô cùng thăng hoa. Thiên Thần có lẽ là một sự cách màn quá đẹp với thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Tuy rằng màn trình diễn có một tí sự cố, nhưng năng lượng tỏa ra từ Thùy Tiên đã truyền nhiệt và mãn nhãn không chỉ Tín, mà còn với tất cả người hâm mộ sắc đẹp dõi theo từng bước đi của Tiên Thần. Giờ có lẽ anh đã có thể bật mí nhiều hơn về bộ trang phục dân tộc Thiên Thần Xanh chấn động giới hâm mộ sắc đẹp tối qua. Tuy rằng ý tưởng thiết kế Thiên Thần đã hoàn tất từ tháng 7, nhưng đến cuối tháng 10, động cơ mới bắt đầu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động buôn bán tại thành phố chưa quay lại nhanh chóng. Ở thời điểm bấy giờ, vật tư và chất liệu vẫn chưa đầy đủ, nên thời gian sản xuất và thực hiện trang phục cũng bị ảnh hưởng. Sau khoảng thời gian u tối, có mất mát và những thở phào, ý tưởng Thiên Thần đã truyền cho Tín và đội ngũ nghệ nhân có rất nhiều năng lượng để không chỉ hoàn thành tốt bộ trang phục mà còn để quay lại cuộc sống nhộn nhịp mới. Thiên Thần sải cánh là một chi tiết chắc đắc, nhưng trước đó không ít người lo lắng sẽ có sơ suất trong quá trình này. Chẳng hạn cánh Thiên Thần không bật được, Tín Thái có buồn vì sự cố tối qua. Tín luôn cho rằng, trong các rủi ro vẫn luôn tiềm tàng sự may mắn, mọi thứ diễn ra đều có ý nghĩa của nó. Thiên Thần Xanh giăng cánh chở che chúng ta qua thời kỳ đen tối, sẽ có lúc mệt nhoài, khó khăn như ta đang đối đầu với các siêu biến chủng. Thế nhưng khi Tiên giăng cánh, đèn sân khấu sáng lên đã cho ta thông điệp khởi sắc. Tôi tin rằng ngành y học sẽ chiến thắng, Tiên đã làm rất tốt. Thùy Tiên là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021, trước đó gây nhiều tranh cãi. Là người gắn bó với Thùy Tiên một thời gian, anh cảm nhận cô ấy là người như thế nào? Tín ấn tượng và để mắt đến Thùy Tiên từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vì năng lượng tươi trẻ, phóng khoáng, hiện đại và vốn ngoại ngữ tốt. Một ý tưởng hiện đại, tinh giản và nhẹ nhàng sẽ bật được năng lượng sôi nổi của Tiên như một sự trung hòa âm dương giữa thiết kế và người khoác lên nó. Tín muốn tri ân màu áo chống dịch và Tiên cũng là cô gái đã khoác lên mình màu áo ấy trong cuộc chiến vừa qua. Tín cho rằng đây là duyên số khi Tiên được mang năng lượng này đến Miss Grand International. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.